Ta, xin chào các bạn. Trước mặt mình đây là có một cái máy trạm HP YES420 các bạn. Khách đang sử dụng các cái phần mềm mà bên quảng cáo các bạn, rồi cắt CNC gì tùm lum hết luôn các bạn. Rồi, đây là một cái màn hình desktop mà khách đang sử dụng. Mình có hỏi khách hàng rồi các bạn, mình có thể quay phim được. Rồi, thì HP YES420 này á, bây giờ khách muốn mạnh hơn để xử lý đồ họa cũng như tối các bạn giờ rảnh có thể chơi game thêm, bao gồm game giả lập Bluetooth nè. Và một số game online nữa các bạn. Thì cấu hình máy khách đang dùng là con E52689 các bạn. Rồi các bạn có thấy đây. HP YES420 Workstation E52689 các bạn, RAM 32GB. Rồi, cái ổ cứng SSD là 240GB các bạn, và một cái ổ cứng chứa dữ liệu là 250GB luôn các bạn. Ổ DDR5. Đó thì các bạn thấy ở đây có một cái SSD KingMax để chứa dữ liệu nè, và có ổ Seagate 250GB các bạn, SATA. Cái chạm hình chỉ là GT730MSI bạn, bản 1GB thôi. RAM là 8GB nhân 4 là 32GB. Bạn thấy là bên trái hai thanh, bên phải hai thanh đây. Và hôm nay là khách sẽ nâng cấp lên rồi các bạn nhìn đây. Khách sẽ nâng cấp lên cái con CPU là E52667V2 các bạn, với xung là 3.3, turbo là 4.0GHz, 8 lõi 16 luồng luôn. Chặn hình thì khách sẽ lên thành cái con GTX 1070 8GB các bạn. Thì cái chặn hình là mình có đây rồi. Tiếp theo nữa là khách sẽ gắn thêm một cái ổ cứng Seagate mới 1TB Barracuda các bạn, để chứa thêm dữ liệu. Tại vì cái ổ ở trong máy là sắp hết rồi nè các bạn. Rồi. Có một cái khó khăn các bạn, đó là cái mainboard HP YES. HP YES420 của khách hàng các bạn chỉ support V1 thôi. Thì cái đuôi series đây nè các bạn là cái số nó là 001. Bây giờ mình sẽ mở lại khởi động máy lại vào BIOS để các bạn thấy cái bút block def nó nha các bạn. Rồi, mình sẽ vào F10 để vào BIOS UTT các bạn. Thì các bạn sẽ thấy ở trong cái thẻ system information thì HP YES420 nè các bạn, rồi RAM 32GB 1333. Rồi các bạn thấy E52689 đây, và cái mục là xuống là bao. Rồi các bạn có thấy là cái hàng bút lock desk này các bạn, thì các bạn thấy là ngày tháng không quan trọng bạn. Các bạn thấy cái năm là 2011, thì cái máy này chỉ support E5V1 thôi các bạn. Bây giờ mình phải thay luôn cái mainboard và thay luôn con CPU 2667V2 cho khách hàng các bạn. Sau đó Intel cái Vega GTX 1070 vào và gắn thêm một ổ cứng là xong các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu. Nếu mà thực sự cái máy này mà có support V2 luôn thì rất là tiện các bạn. Các bạn chỉ cần tháo CPU các bạn gắn vô là xong. Nhưng mà rất tiếc là cái mainboard này chỉ support V1 các bạn. Rồi, đầu tiên là các bạn tháo hết dây nguồn, rồi dây bàn phím chuột và dây màn hình các bạn. Sau đó chúng ta sẽ bật hai cái chấu này. Chúng ta lật lên là chúng ta sẽ tháo được cái cặn hình ra trước các bạn. Và cái đuôi cạc đó là có cái chấu gài, chúng ta sẽ bẻ lên và chúng ta rút được cặn hình ra. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tháo cái fan RAM các bạn. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ tháo cái fan CPU ra. Và sau đó mình sẽ gỡ tất cả các kết nối cáp này các bạn. Đây, mình rút ra thôi các bạn. Rồi, rút cùng cáp SATA ra luôn. Rồi, dây loa nè, rồi cáp nguồn, cáp SATA là mình rút ra hết luôn các bạn. Rồi, mình tháo cái fan sao ra luôn các bạn. Bấm này xuống làm sao lật được rồi sao. Rồi. Rồi bây giờ sau đó mình sẽ vặn hết mấy ốc lục giác này các bạn. Ốc và giữ cái main board lại nữa các bạn. Vặn hết mấy ốc này ra để mình nhấc cái main lên. Cái thao tác này thì mình khỏi quay nha các bạn. Rồi khi các bạn nhả hết những ốc này ra thì các bạn có thể rút được cái cụm ra về luôn này các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái main bên HP YES420V2 qua mình gắn cho khách hàng. Rồi thay cái fan này qua các bạn, rồi RAM qua. Rồi các bạn sẽ nhìn lại nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Cái đuôi series nè các bạn. Đó các bạn thấy cái số cuối cùng là 001 nè các bạn, thì chỉ chạy 5V1. Rồi bên mình nè các bạn, đây là cái main này các bạn thấy số cuối là 002 nè. Thì cái 002 và 003 thì chạy được V1 lẫn V2 các bạn. Còn bên đây là chỉ chạy V1 thôi. Rồi đây, okay. Bây giờ mình sẽ đổi main qua khách hàng, rồi Intel CPU Vega rồi vô thôi các bạn. Rồi ok, bây giờ mình đặt cái main vào đây các bạn, sau đó mình bắt những ốc này lại. Rồi, sau đó là bây giờ mình sẽ cắm cộng dây nguồn cho CPU nè các bạn, 8 pin nè, rồi cáp SATA nè, cáp nguồn nè,
20 pin nè, rồi cáp SATA nè, và những cái cộng cáp Ron Audio rồi 1394 hay là Ron Yubi 3.0. Mình cắm lại thôi bạn, nãy mở ra sao thì giờ cắm vô lại như vậy. Rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ cắm lại cái fan rear. Đó, rồi. Sau đó chúng ta ghim nguồn nó luôn các bạn. Rồi tiếp tục bây giờ là mình sẽ in thon ram vô và sau đó mình gắn cái fan ram lại các bạn. Rồi, mình đã dặn cái hết xin lại này các bạn, fan CPU nè. Rồi hai thanh ram bên trái, hai thanh ram bên phải. Rồi bây giờ mình gắn luôn cặp hình vào. Cặp hình thì rất là dễ rồi các bạn. Mình đã gắn nhiều trên những cái clip trước rồi. À, các bạn xem lại clip trước nha. Rồi thì cái cạc Gigabyte Gaming GTX 10708G này thì dùng một cái đầu nguồn cấp nguồn là 8 pin các bạn. Thì các bạn phải chuyển từ 6 pin thành 8 pin. À. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái ổ cứng 1T vô cái tay này và sau đó mình nhét vào đây luôn các bạn. Ở đây còn thêm một ổ trống để chúng ta gắn được cái HDD vô đây. Rồi, xé siêu thôi. Rồi, cái này thì rất là đơn giản các bạn ha. Rồi, có lỗ sẵn rồi nè, mình cứ ốp vô thôi. Đó. Rồi. Rồi, sau đó các bạn nhét xuống cái đây nè. Dẹp ra ngoài xuống đây. Đó. Còn sẵn một cái đầu cấp nguồn này các bạn. Rồi, cấp nguồn vô luôn. Rồi, sau đó mình sẽ lấy một con cáp SATA. Rồi, kết nối vào. À, kết nối lên main board luôn các bạn. Rồi, xong rồi các bạn. Đây, ổ cứng SD cũ khách nè, ổ cứng của khách nè. Và cái ổ cứng mình mới in thon vào các bạn. Rồi, đây là cái cạc Gigabyte GTX 10708G. À, cái phiên bản này là 3 fan các bạn. Và có cái miếng che mạch lại luôn các bạn. Rồi, lên hình này nè các bạn. Rồi, cho vào pin luôn. Thì cái men V2 sẽ khác V1 chút xíu các bạn. À, thì với lại mình có gắn thêm phần cứng mới, ví dụ như CPU nè, rồi cái cặn hình nữa các bạn, nên là Windows sẽ ghép lại device mới. À, rồi ở đây mình sẽ lưu ý với các bạn luôn. À, khi các bạn update từ V1 lên V2 á, thì cái khoảng mà driver nó thiếu sẽ rất là nhiều luôn các bạn. À, máy đang detect lại cái driver cặn hình nữa các bạn. Rồi bây giờ á, là các bạn sẽ biết á, là Windows 10 nó sẽ tự cập nhật driver lại cho các bạn. Thì các bạn thấy còn hai cái hàng này là không bao giờ Windows update được các bạn. Nó beside serial board với lại SAT control nè các bạn. À, thì cái SAT control này dùng để các bạn nhận dạng bốn cái ổ cứng trên bốn cái bọt SATA màu trắng á. Thì cái này cái cách cài là mình có hướng dẫn hồi clip trước rồi. À, thì bây giờ mình cũng sẽ làm lại cho các bạn tham khảo nha. Rồi các bạn vào HP-ES420 the driver. Rồi. Chúng ta vào trang chủ HP luôn các bạn. Và các bạn sẽ tải hai cái mục. Thứ nhất á, là hai cái hàng chipset nè các bạn, rồi Intel Management và tiếp theo nữa là Driver Store là gồm 3 file. Rồi xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho chạy 3 file này luôn. Rồi, đợi tiếp tục file này. Next, Accept Info. Rồi, Finish. Còn file giữa nữa các bạn. Rồi, next, accept, next. Rồi, bước tiếp theo là mấy bạn nhấp phải lên manager, micromotor, mấy bạn chọn manager. Rồi, vào cái thứ mục device manager nè các bạn. À, cái hai chỗ này vẫn còn thiếu nè các bạn. Các bạn nhấp phải chọn update driver và sau đó chúng ta chỉ cái đường dẫn tới ổ C. Ổ C. Rồi, thứ mục SW setup. Rồi, chúng ta ok, next các bạn. Đó, thì các bạn thấy intron được cái driver thứ nhất. À, còn tiếp theo là SAT control nè các bạn. Round, đây cũng C, set, SW setup, bạn đã chọn next. À, đang in thon driver nè các bạn. Rồi, ok. Rồi, như vậy là máy mình đã full driver hết rồi các bạn, không thiếu gì hết. À, bao gồm cả GTX 1070 rồi nè các bạn. Rồi, ổ SSD nè, ổ cứng nè, ổ cứng nè, đủ hết rồi. Thì cái ổ cứng mới á, là chưa có gì hết á, các bạn phải vào Disk Management. Đó. Rồi, chọn MBR, ok luôn các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cho cái ổ DVD nó thành cái ổ F đi các bạn. Change letter nè. Mình chọn nó sẽ thành ổ F. Mình cho cái ổ 1T là thành ổ E các bạn. Ok, yes. Rồi, sau đó mình nhấp phải này mới chọn New Symbol Volume. Next, next. Rồi, bây giờ cái ổ 1T mình sẽ là cái ổ E nè các bạn. Rồi, next. Rồi, mình ghi là 1.0TB. Rồi, mình tắt đi các bạn. Rồi, như vậy là mình đã nâng cấp xong. À, lên CPU E5-2667V2 của các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip của Lòng Xúc ủng hộ của mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.